Trời á. Hello cả nhà, thì bữa nay mình đang có mặt tại ngôi chùa Phật Ngọc Xá Lợi nha cả nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ vô tham quan tại ngôi chùa Vĩnh Long này nhé. Mời các bạn vô cùng mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên tham quan tại ngôi chùa này nha cả nhà. Đó. Đó, đây là ngôi chùa rất là lớn luôn, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Cầm cái quạt lại giùm cái quạt bên kia. Đó, tượng Phật. Đây là chánh điện nha cả nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài trước ở ngoài bên khung bên kia. Nhưng mà cái nhà đi tiếp nha. Đó, và trước mặt chúng ta là sẽ có một pho tượng Phật Quan Âm nha cả nhà ơi. Quá đẹp luôn. Đó, đây là bây giờ chúng ta còn bên đây thì đang xây hiêm. Và bây giờ chúng ta sẽ bước đi lên trên lầu ha. Đây để quay cho quý vị coi. Đó, ngôi chùa rất là lớn. Nằm ngay chỗ tại cầu Mỹ Hựng luôn nè cả nhà, quá đẹp luôn rồi. Thì khách đến đây là chỉ tham quan và chụp hình nha. Và dưới đây là hờ cúng nè. Chúng ta sẽ xuống dưới mình ra cúng tiếp nha. Đang nằm ở chỗ đó đó, nhà thấy chưa? Rồi, đây, và video của mình đã đến đây kết thúc nha cả nhà. Và nếu các bạn thích video của mình thì các bạn cho mình một like và bấm nút share nha. Và hẹn gặp lại các bạn nha.